Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là thứ tư, thì mới đó đã một tuần rồi. Thì hôm nay thì Lê Tuấn dắt hai người cháu ở biển số 47 Ban Mê Thuột xuống mua máy cày. Thì xem được hai cái rồi. Thì nhân tiện đây thì Lê Tuấn cũng nói với cả nhà chúng ta là khu vực chân thành này, đây là tại xã Minh Long, gọi là phường Minh Long, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Thì nơi đây thì máy cày rất nhiều. Cũng như Lê Tuấn đã nói ở trong kênh ấy, là nơi đây là chỉ có dùng phua là nhiều. Thì hiện bây giờ thì ở đây là cái ông thầu ông có mua cái vườn cao su này là mua 1 hecta là 370 triệu 1 hecta. Thì bao bì lúc này là xuống rất thấp nha. Đấy, bao bì không biết ở đâu như thế nào không biết, nhưng mà bao bì hiện bây giờ là cắt bao bì mà để lạng là giá 14 năm là cây đẹp. Đấy, còn phôi thì mình thu rành. Thì ở đây thì hiện bây giờ là có hai cái phô ở đây là chuyên hai cầu. Đấy, thì tí mình review luôn đây cho cả nhà chúng ta với hai vừa này. Thì bán hay không mình chưa biết, nhưng mà mình cũng nói thật là phô đang giới thiệu về máy cày ở đây dùng để chở túi đoạt và bao bì. Đấy, thì đây là máy đang cắt đây, đang cắt bao bì đây. Đấy, những cây cao su nó cao này nè. Đó. Rồi bắt đầu hạ xuống rồi cắt thành 1.3 m để lạ, hoặc là cắt 40 phân để làm xẻ phôi. Đấy, và dưới này có một chiếc máy cày nữa. Đây, là phô luôn. Chở bao bì. Thì để cho cả nhà chúng ta biết rằng là ở Trân Thành, ở nơi chỗ mình ở là chỉ có phô và Belarus. Đấy, phô ở Belarus. Thì bây giờ mình tiến lại chỗ cái phô 6.600 này để mình xem một chút nha. Thì cũng như mình đã nói rồi, xe ở đây thì chủ yếu là chở bao bì và chở cùi đoàn. Mà quý vị biết không, chở cùi đoàn này này là chở về công ty Long Pha để băm ra làm ván ép. Đấy, công ty Long Pha làm ván ép. Rồi bây giờ mình tiến lại cái xe 6.600. Xe này 1.5 m. Xin chào nhá. Ồ chà, lúc này cũng sức khỏe bung bư này, không biết có làm đâu. làm rồi cho nó khỏe lại và cuối cùng nó bập ra. Cái xe 6.600 này ngon nha. Xe này của ai vậy cháu? Xe của ai à? Xe kia. Đây, hội máy cày Bình Phước. Đây quý vị. Đây, đấy, thì nhân tiện quay cái xe đằng kia rồi thì lại đây quay cái xe máy cày này cho cả nhà chúng ta xem chơi. Đây, 6.600 này kinh khủng luôn quý vị. Hơi bị đẹp luôn. Đây, khô rang, máy khô rang luôn. Wow, 6.600. Đây đang chất cái này gọi là cuối đoàn nhá. Bao bì là có, nếu như mua vườn đây. Tuấn đây. Ủa sao biết hay chưa? Làm không biết. Thế à? Hôm nay dính mấy thằng cháu ở 30 tuổi nó mua xe. Đó, bắt đầu. Xe này hả? Không, mua xe kia chứ mà. Xe nào? Xe 4.600 vâng, đông. Đông hả? Còn xe này có bán không? Ai biết đâu, em cũng đâu. Xe 6.600 đẹp này. Không, không biết xe này giá nhiêu rồi. Không biết rồi. Nhưng mang chủ đâu. Rồi, hội chủ. Rồi, đi hội chủ nha. Đấy, thì cũng đang nói là ở đây bao bì á, thì mình mua. Đây, chào cháu. Có bán xe không? Bán. Giá nhiêu? 260. Rồi. Giấy tờ đầy đủ. 1.5 m. Rồi. Dàn xe này là nó đổ con rễ của anh không á? Thằng ấy mà, thằng Hoàng. Rồi. Nói chung chưa, 4 chiếc này là rồi, ok. Đổ xe của đổ rồi đó, 3-4 chiếc xe không á? Rồi, Phú Khang, rồi. Cây này bự. Này. Hôm nay thấy cắt củi 40 mà. Bố làm. Ok. Xe này ác đây, 6.600 mày.
của cầu. Rồi. Ô nào rau nước nha. Đây quý vị. Đây cô bán. Rồi. Đấy, mình quay. Hả? Mua rồi. Đây. Có người đây đủ. À, giấy đây đủ. Rồi. 6.600. Đây quý vị. Đấy, đang bao luôn này, đang rin luôn không? Rin hết. Đang rin máy, đang rin, đang ruồng, đang ok luôn. Cái này thì này cái tiếng máy nổi là nghe. Rồi, biết rồi. Đây rồi. Đồng bộ mà chạy đứt riêng, đầu riêng được. Đúng rồi. Chạy không bao giờ nhổng đâu. Xem cái này luôn. Đấy. Em đi đứt riêng, đầu riêng được. Chứ không phải đi. Đây, xe đồng bộ hết. Đấy, đây quý vị nha. Đấy, toàn bộ là cắt bao bì hết. Ở đây là toàn bộ cắt bao bì. Rồi củi đòn là đưa về Long Va để làm ván. Nghiền ra làm ván, còn nhánh với ấy là baguette cũng nghiền luôn. Đây cái nữa này, tí lên quay cái này nữa rồi cả nhà xem luôn này. À, cái này thì hai câu. Đấy, bây giờ để cho nó kỹ lưỡng thì chúng ta xem tí cho nó ấy luôn. Cái này 6.600 một câu. Đấy, chủ đây là bao nói là rin luôn. Máy rin. Nói chung cái này thì nhìn đi. Lúc anh mua về giờ là chạy không phải lắm. Đấy. Đây, la răng đây. Bỏ. Cái bọc của em chở bao bì 18 tới 19 tấn. Đây. Cái thằng này nó... Chúng ta xem luôn cái đằng sau đây. Chở cót mà. Chở phim mà. Đâu giờ lực độ đâu. Chưa à. Ở đây đồng bộ hết nha. Ở đây là... Đây là toàn bộ... Cái mọc này tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Đây quý vị này, cuối đoàn này. Đây cuối đoàn này. Đây là cuối đoàn về của đấy, chân lên. Mà xếp được xe này đẩy cũng mệt nhá. Tự giới thiệu không? À. Đấy. 17 18 tấn. Khủng khiếp. Đã cái gì? Xe máy cày ở đây dù xe nào cũng vậy, bên là rút hoặc xe nào mà vô đây lấy gửi đoàn hoặc lấy bao bì là cứ phải xe vậy, cứ xe xe liên tục nên là rất hao dầu và hao xăng mà rất hại xe. Đấy, cứ xe xe liên tục. Đấy, như cái xe bao bì như vậy, xe hết chỗ này, xe hết chỗ này, hết chỗ này, bốc bốc cứ vậy, chứ không phải là một chỗ thôi nha, không phải đứng một chỗ bốc thôi mà cứ phải là chạy củi chỗ nào bao bì chỗ nào là đi nó phải để bốc. Đấy. Thì cũng qua đây thì cũng nói với cả nhà chúng ta, nếu như ai mà có lô cao su đấy, thì hiện bây giờ mà có lô cao su mà ở đâu vậy thì giá bao bì là mình cũng báo giá luôn là hiện bây giờ là 14 năm là cây đẹp bao bì 1m3 cao su. Thì ai mà có nhu cầu mà có cây cao su mà cắt bao bì bán để làm gỗ lạng thì cứ điện cho mình 0394 326 198, bao nhiêu mình cũng mua hết. Bao nhiêu mình cũng chỉ cho nha, chỉ rõ cho mua và coi như thực tế là
là có cả nhà máy để người ta mua luôn bao bì. Đây là cắt bỏ cho mình không ạ? Đây. Đây. Đây, đây là toàn bộ về bỏ cho mình ấy. Đấy. Bỏ vào công ty của con mình. Cho nên là ai mà chỗ nào mà qua cái video này mà có cao su mà muốn bán hoặc là cắt bán thì cứ bán cho mình. Đấy. Mình mua để mình lãi hết. 0394 326 198. Mình đã hỗ trợ giúp đỡ. Rồi ok, mình xin dừng video tại đây nhá. Đấy, mình xin dừng video đây để dắt người cháu này đi mua tiếp. Rồi và cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà chúng ta. Nếu hay chúng ta cho một like. Và ai chưa đăng ký thì đăng ký để theo dõi kênh mua bán xe máy cày nhá. Cũng như qua thông tin này để chia sẻ về vấn đề cây cao su ở Chân Thành, Bình Phước. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Hẹn video sau.